Công ty cổ phần Thế giới Di động vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 76.455 tỷ đồng, giảm tới 17% so với cùng kỳ, so với kế hoạch năm. Kết quả này cũng chỉ mới đạt 57%. Như vậy, trong tháng 8, công ty cổ phần Thế giới Di động đạt mức doanh thu 9.965 tỷ đồng, giảm 4,3% so với hồi tháng 7 trước đó. Tuy nhiên, công ty tiếp tục không công bố kết quả lợi nhuận. Trong đó, Doanh thu của hai chuỗi thế giới di động và điện máy xanh đạt hơn 55.100 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đây chính hai mảng đóng góp nhiều nhất, vào doanh thu của công ty cổ phần thế giới di động tới 73%. Tính riêng tháng 8, hai chuỗi này mang lại 6.800 tỷ đồng, tương đương tháng 7 trước đó. Công ty cổ phần thế giới di động cho biết tốc độ giảm doanh thu của hai chuỗi này so với cùng kỳ đang liên tục thu hẹp qua các tháng gần đây, từ mức 25%, tháng 6 năm 2023 so với cùng kỳ xuống còn 13% tháng 8 năm 2023 so với cùng kỳ. Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu của chuỗi thế giới di động và tớp doanh ước đạt 18.043 tỷ đồng, còn điện máy xanh đạt 37.157 tỷ đồng. Trước đó nhiều cửa hàng thế giới di động đã bị đóng cửa. Ở chiều ngược lại, chuỗi bách quá xanh lại mang về doanh thu 19.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm 2023 doanh thu từ bách quá xanh, dược thế giới di động. Trong đó, doanh thu từ kênh online tăng 8%. Riêng tháng 8, chuỗi thực phẩm này thu về 2.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với tháng 8 năm 2022 và tăng nhẹ so với tháng 7 trước đó. Hiện nay, chuỗi bách quá xanh được cho là gà đẻ trứng vàng cho đơn vị này.